lưới có thể là 50 tấn cá. Wow. Mà tại sao mà bây giờ là trong thời gian đó lại, tôi nghĩ vì cơn bão số 5 thì lúc đó tôi làm đình ông Nguyễn cũng có cái báo mộng. Cầm đánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú lại được cái duyên lành cùng với anh Thành Hậu với anh Thiện Nghĩa gặp được tất cả các quý đồng đạo từ Kiên Giang trở về quý vị. Thì hôm nay sẵn có những chiếc ghe đục chở cá đây nè quý vị, thì Châu Phú sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một vị tiền bối. Tại sao ông đang làm ăn phát triển về cái ngành cá tại Kiên Giang quý vị, và tại sao ông quay đầu 180 độ trở về trên cái con đường tu tập. Thì qua đây thì Châu Phú xin giới thiệu, đây là ông Tư, còn đây là huynh Thiện Nghĩa, còn tất cả đây là quý đồng đạo từ trong Kiên Giang trở về đây. Hôm nay Châu Phú và sư huynh Thành Hậu sẽ mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với kênh của hai anh em. Và qua đây thì chào anh Thiện Nghĩa và chào quý cô chú, chào ông Tư nha. Chào Thành Hậu, chào Châu Phú. Dạ, kế tiếp thì em nhờ sư huynh Thiện Nghĩa sẽ hỏi ông Tư, nhờ ông Tư chia sẻ là vì sao ông Tư lại quay đầu và trợ duyên, và hứa là chú Út Văn và sư huynh Thiện Nghĩa nếu mà về Kiên Giang mà chịu tu tập là ông Tư ủng hộ 100% luôn quý vị. Chào bác tay đi này quá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện Nghĩa xin kính chào tất cả các quý vị đồng đạo kính mến. Thì hôm nay thì Thiện Nghĩa cũng hữu duyên được trở về Thốt Nốt để dự tiệc, mà cũng gặp được đồng đạo và đặc biệt là ông Tư. Hồi xưa, kính thưa quý vị, hồi xưa ông Tư cũng làm nghề đánh bắt. Ông Tư Phan Văn Hảo. Ông Tư Phan Văn Hảo luôn ha. Dạ, ở Kiên Giang quý vị ơi. Dạ, 88 tuổi rồi. 132. Dạ. Thì ông Tư 32 là 90 á. Đã làm nghề đánh bắt mà hôm nay đã quay đầu lại để bỏ hết tất cả để trở về con đường Phật Pháp. Thì cũng được biết là ông Tư trước đây thì cũng đã ủng hộ rất nhiều cho đình thần Nguyễn Trung Trực quý vị. Công sức của ông Tư đóng góp cũng rất là đáng kính nể. Cho nên hôm nay thì có Thành Hậu với Châu Phú về đây để mà cùng nghe những mẫu chuyện mà ông Tư đã làm trên sông nước rất là lâu. Mà tại sao, có nguyên nhân gì mà ông Tư quay đầu trở lại để lo Phật Pháp suốt bao nhiêu năm qua đó ông Tư? Nhân đây thì ông Tư có thể chia sẻ quá trình ông Tư làm như thế nào và tại sao ông Tư lại quay về Phật Pháp để làm việc từ thiện xã hội giúp đời đó ông Tư. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là Phan Văn Hảo, sinh 1932 tại Kiên Giang. Là về, nói về nghề biển thì tôi là người cố cũ ở Kiên Giang. Hồi đó có ghe cào, lưới đủ các loại, bắt đánh bắt cá có thể là một giác lưới có thể là 50 tấn cá. Wow. Mà tại sao mà bây giờ là trong thời gian đó lại, tôi nghĩ vì cơn bão số 5 thì lúc đó tôi làm đình ông Nguyễn cũng có cái báo mộng là lúc đó là cái kiếm của cụ Nguyễn gãy đó, gãy ở ngoài, chính bản thân mình làm ở ngoài nhà lồng đó, là cái kiếm gãy bị cái người khùng bẻ cái kiếm hồi năm đó, năm nào thì mình cơn bão nó không biết năm mấy quên này, là chính mình làm. Rồi qua tới cơn bão, lý do mình có hai chiếc cào đậu chỗ Hoàng Ngang đó, là 300 mấy chục chiếc ghe người ta chìm hết, mà trong đó mình vớt được 13 người. Giờ tới Kiên Giang thì lúc đó mình làm đình ông Nguyễn, là người ta nói trời ơi ông Tư Hảo, người ta nói cứu người sống bằng một tấm vàng mà ông có tới 13 tấm vàng sao mà ông xài hết. Vì vậy đó mình mới vô đình ông Nguyễn. Thì mình làm với anh em ở trong đình ông Nguyễn trong thời gian. Ôi, nói về biển Kiên Giang mình hồi xưa đó, tôm có thể đánh một đêm 1 tấn ngoài 2 tấn đó, đánh lưới đèn đó. Quá wow. Nhiều quá không Tư? Mà tôm hồi đó 3.500 ký thôi, tiếc tiếc thu rồi đó. Còn cá rúng cũng 2-3 ngàn ký à, đánh giác 60-70 tấn, chở 5-7 ghe luôn. Hỏi anh em Kiên Giang nói Tư Hảo là ai cũng biết hết.
vậy đó. Lý do là mình vớt được 13 người cái về, mình kêu bám ghe, thời gian đó là nghỉ rồi, đi cũng chở mấy cái hòn đảo thôi, là chở hai lần ghe, ra cứu chở hòn Củ Tròn và Sơn Trái, mình đi hai lần. Cái về thôi bán ghe kêu bằng chưa bằng mình ngồi nói chuyện nãy giờ đi, là bán hai chiếc ghe mà thời đó bán 900 ngàn, bán kêu bằng khỏi uống ly cà phê luôn, thằng đó nó lấy liền theo tay luôn. Mình nghỉ ngày mà dẹp nghỉ hết tất cả, thì bây giờ thấy đây là cái chương trình cũng như là mấy cháu mình nó có tổ chức là cũng như là phóng sinh cá đó, mình cũng có tham dự. Rồi những làm cái chuyện bên đình này nọ như giờ Tư cũng Nguyễn rồi đó. Hồi đó đình nói về ông Tư Hảo là ai không biết hết. Những chạy cơm hết, tất cả chạy cơm. Làm trong đó làm người nào không biết tôi hết. Mà trong đình đó bây giờ đó không, thời mình làm tới giờ là 100 mấy người mà chết trơn rồi. Còn sót không Trần Út với mình thôi. Với bà Lê Thị Hồng Phước là vợ ông Tư Tài, ba người. Mà mấy ông đó giờ cũng què quặt lắm. Dạ. Vì vậy nhà mình vớt được 13 người mà trên đường mình làm biển thôi, cứu không biết bao nhiêu người. Người ta chết trôi đó là mình ngồi trên ghe mình chạy mình tìm người ta, là mình vớt rồi cho người ta tiền đi về quê luôn. Hỏi nhà mình đâu mình cũng không có chỉ cho người ta biết. Vì vậy mà mình được cái phước đức đó. Ngày hôm nay thì mình 10 đứa con chứ không phải ít. Nhưng mà cũng may mắn là không có đứa nào bệnh tật hết. Dạ. Trong nội trong ngoài thôi, cả đầy cả lắm. Mà không có bệnh hoạn thì mình cũng được cái phước đức đó. Thì mình còn minh mẫn như vậy thì mình biết nhiêu kể nhiêu. Yêu cầu những người nào có cái tâm làm phước thì được hưởng giống như mình ngày hôm nay. Mình có nhiều lời chẳng biết nói gì thân đến đây. Rồi thì Nghĩa có hỏi gì thêm không? Dạ thì đồng đạo rất là ngưỡng mộ ông, cũng rất là quý mến ông Tư, tại vì ông Tư đóng góp cho đình thần Nguyễn Trung Trực cũng rất là nhiều, và cũng như làm các cái việc từ thiện xã hội, rồi về già mà vẫn còn lo cho đạo. Mình trở về Trung ương Hòa Hảo mình cũng đóng góp nhiều lắm đó, tại người ta không biết mình thôi. Dạ. Chứ trang lắp mặt bằng nào chuyện này chuyện nọ là có lúc là cô hai là cô hai bà già của bà Tư Bê đó. Dạ. Dạ. Bà đau mình lên thăm liên tục luôn. Dạ. Trong lúc thời gian khó khăn làm tổ đình đó, mình cũng đưa tiền vô cho mấy ông sửa sang, lúc đó mình làm tiền nhiều lắm á. Dạ. Mà làm đình của Nguyễn thì thôi, nếu mà ai mà tin tưởng của Nguyễn thì quá được phước đức. Mình được cụ hỗ trợ mình nhiều cái chuyện lắm. Dạ. Mình làm đó sao mình gặp nhiều tai nạn mà chắc chở của mình lắm. Chở mình bán ra rồi thì mình chở 11 cái phi đem cho phước tiền tự mình đó, là chủ phước đức Phật thầy Tây An đó. Rồi đó thời đó thời từ tự chính là lên đó, trên đường đi đó ngang tới Tri Tôn mình đi với ông Ba Khen, là ông Ba Khen là cái người 90 mấy tuổi lớn hơn mình đó, ông quét ngoài tượng hoài rồi ông mất rồi. Thì đi với ông với con ông là nghe Tri Tôn nó lật ra xuống vậy nè. Yeah. Bao nhiêu người ta bu lễ, ủa hai ông già này sao có phước đức gì người ta lật ra đây là chết chân mà hai ông này lại còn sống ta. Cái gì mình vô trong đình Thái Sơn đó, chùa Thái Sơn thì vô đó xin được cái xăm số 8 nha. Dạ. Làm điều nghe thẳng có thần độ, có ai được cái điều này không? Còn dạ. Mình làm đình của Nguyễn là mình bị bệnh đây nè. Dạ. Xin cái xăm số 1 của ông Từ Bảy Nhu, ổng nói mày vô đây mày uống nước của cụ Nguyễn là mày không có bệnh hoạn. À, mà mình đi mổ tới quá không Tư. Dạ. Không có bác sĩ nào biết mình bệnh gì hết. Dạ. Còn tai nạn mình mừng biển thôi. Vì cái lô đó nó kéo mình giảm ngay đây mà mình tưởng mình bị bú lên nó mổ mình. Mổ cái chuyện đó. Mình thấy cũng như mình nói là người không ai tin. Là lên cái ông bác sĩ đó ông cũng quen. Thời đó thời Liên Xô mới tiếp thu mà. Thì bác sĩ nó bưng cái mâm lại nó mổ mình. Nó nói ông bú mỡ. Cái nó mổ mình bú vú nữa nó mổ đây, cái nó nói thôi để tôi mổ bú mở trong. Nói đây là bao nhiêu người là không ai tin được. Đệ tử bưng một mâm đồ để kéo dao rồi tùm lum nó lại vô mổ. Cái ông nói ủa gạch đây mổ đây xong gạch đây, cái ông coi ông nói ủa sao mà bú mở thì tìm không thấy, mà ông gây tê mình đó ha.
tìm không thấy, mà sao cái ông lão này muốn mở tiệm không thấy con đệ tử ông máu xịt ướt áo không hết trơn nha. Là nó nói thầy đừng có moi sâu quá, cầm máu không được, nguy hiểm. Vậy đó, của cái ông lấy là may là gì, không có bệnh đó chú. Không có bệnh gì, không biết bệnh gì đó. 15 ngày lên khám không có bệnh gì hết. Bởi vì nói về cụ Nguyễn thì thôi, linh rất linh thiêng. Giờ cái tượng cụ Nguyễn là mình, chính bản thân mình lên làm trên Hòa Hảo, mời ông này ông kia, thời đó là thời ông Bảy Khuyên vô làm. Giờ tượng đó là một tay mình đi mời mấy ông ban, à, mấy trại cơm đó làm. Bây giờ mấy ông trại cơm cũng chết chân nữa. Dạ. Chết chân sống nhiều nè, 85 nè. Đúng rồi, sống nhiều. Chính cam nè. Chết hết chân. Dạ. Nó về định của Nguyễn thôi, linh lắm. Dạ. Thì mình biết nhiêu đó thì... Vậy hồi đó ông đi tàu biển chắc không có hai giái ông cụ Nguyễn gì không? Để tôi kể một chuyện tôi thấy được. Một lần đó mình nói rồi, đêm đó là mới tiếp thu vô, thì để mình kể một chuyện cho bà con mình nghe không? Mình đóng ghe, thì mình đóng ghe hợp lệ mà, xin phép đóng ghe, sao mà đêm đó xin đóng ghe rồi thì mình cây nhà nước cho mình lấy phú quốc về. Bữa đó xong đêm đó tôi nằm chiếm bao, cái mình buồn chán lắm không, tới lui hoài nó giải quyết không xong, cái sao cái nó thì trong cái ông bận đồ đen ông nói với mình chứ mình cũng không tin nữa. Cuối cùng là thằng đó tên Phan Văn Hồng, nó một họ với mình. Yeah. Nó nói thôi bây giờ bữa nay tôi trả đợi giấy tờ cho ông nè, ông không có gì thôi tôi cho, mà tôi một họ với ông đó. Yeah. Nó nói vậy đó. Yeah. Chú thấy linh không, cái ông mượn đồ đen thì tôi nghĩ là cụ Nguyễn chứ không ai hết. Yeah. Một cái là tôi xin ở Bình Định một cây sâm số 1, thường Vệ Nhu nó này phải phạt là 120 lít dầu. Tôi nói thôi tôi cũng phạt vậy, định cụ Nguyễn mình đóng góp trong đó, lúc đó xây dựng có tiền nhiều đóng góp trong đó nhiều lắm á. Yeah. Tây Lan đồ mười mấy triệu nè, rồi hàng rào của Nguyễn rồi, lúc đó thời đó thời cụ Nguyễn mà ông Võ Văn Kiệt mới về là làm cái mộ ngoài đó, mình làm hàng rào rồi trong mộ cụ Nguyễn dữ lắm, làm. Yeah. Cụ Nguyễn cũng 3-4 năm mà thời đó thôi mấy ông đào của mình ở trên này xuống trên đó, thời đó là trên mình đâu có chỗ nào làm cho tổ chức đạo đâu, thành mấy ông đạo đem từ bỏ rau muống bùng súng thời đó nước lên đó cũng định Nguyễn. Em chạy xe máy thôi, đi dài xuống, mình chỉ mấy ông nguyên chức đó, cái đó mới quý. Thời đó thôi quá, hồi thời đó đâu có phương tiện giống như vậy đâu. Đi một lần xe lồng như vậy nào, 300-400, Đồng Tháp, Miệt, Cà La Dung, rồi dài đi xuống dưới đình của Nguyễn mình đó. Dạ. Thời đó là, thời đó mình chưa biết ông Sáu Tường Sơn. Dạ. Nói ông lúc đó là ông làm ăn tiệm vàng cũng lớn lắm, nhưng mà rồi ông cho người ta ngủ đó chứ ai dám làm chuyện đó, lúc đó đạo mình lưng khó mà. Yeah. Nghe nói vậy chứ mình chưa biết không sao. Yeah. Sau này mình làm cái bếp ăn từ thiện lắm, mình có thời gian làm bếp ăn từ thiện bệnh viện dân tộc, người ta làm bể rồi mình nhào vô mình gánh 3 năm mấy cực lắm. Yeah. Nhờ mình làm phước mà bây giờ mình cũng được cái phước mình hưởng. Yeah. Quý nó làm chập tiệm mình mới mấy ông yêu cầu mình vô nè. Vậy là ông Tư đánh cá là ông nghỉ bắt đầu từ năm mấy ông nghỉ ông Tư? Thì năm cơn bão nó về bán ghe nghỉ luôn. Năm 97 phải không? Nó bão. Dạ. Là 97 á. Như vậy là tính nay cũng là gần 29 năm rồi. 19. Dạ. 20 năm gì đó. Dạ. Mình lâu quá mình không nhớ nữa. Dạ. Hai mấy năm. Ừ. Ôi ơi. Cá lớn thì thôi khỏi nói rồi. Dạ. Mình đi gặp cá dông sứa đó ha, bự, mình gặp nó là mình khoái bao nó. Bao. Dạ. Đặng chi bắt những con cá bớp nè, con cá bè vàng đồ, nó ở trong đó nó theo ông đó, nó hưởng theo đó. Dạ. Bự hơn Châu Phú không ông Tư? Hả? Bự hơn Châu Phú nè hả? Đâu, bự hơn chiếc xe này nhiều. Mình bao gì hả? Nó hiền lắm. Bự hơn chiếc xe luôn không? Ừ, cá dông sứa mà. Ủa, cá lớn dữ vậy? Chàng ơi, còn cá xà dện đó, cá mập đó không? Mình trong đèn bằng đêm đó, trong đèn đánh lưới đèn mà bắt mực đó. Mực đó đánh một giác 1 tấn, 2 tấn. Yeah. Trong đèn đó, nó bu lại cái xà dẫn, nó lại nó kè bên ghe mình về đây. Là thứ đó là thứ phá, nó
mấy con kia nó không dám lại, nó kè hoài, thôi tắt đèn đi chỗ khác. À, Châu Phú hỏi ông như lúc đó mình đánh bắt vậy doanh thu cao quá vậy mà mình bỏ nghề vậy, ông Tư có tiếc không, thấy là có thương mấy con cá lúc mình bắt nó rồi giờ mình nhớ lại có thương nó không ông Tư? Thương nó bây giờ mình mấy đứa con nó mới hống xanh dữ lắm á, con dạ, hống xanh dữ lắm, bữa đó lên thì gặp Châu Phú nè, bữa đó mình có hống xanh tiếp dạ. Tham gia mà. Dạ dạ. Chứ con mình giờ nó làm dữ lắm, nó thấy mình. Tại vì người ta thắc mắc cái ông Tư làm cái nghề này lúc đó là doanh thu tiền nhiều quá đó mà sao mà dừng lại một cách đột ngột như vậy thì thấy cũng khó lắm. Bị cái cơn bão đó. Dạ. Không phải quản, bị vì mình chán nghề quá mà mình cứu được quá trời người. Mình trên đường đi rồi lúc đó mình còn ở trên ghe, vừa qua cơn bão rồi mình nghỉ. Thì thôi bán ghe mẹ nó cho rồi để chi. Ông Tư kể có những cái chuyến nào mà những chú cá mà có cứu người ông nghe trên biển có không Tư? Hả? Cá mà cứu cứu nhiều cá không? Cá ông đó con. Hồi xưa ông Nam Hải tại tướng quân Bà Đình cụ Nguyễn, bây giờ là không phải cô Nguyễn. Dạ. Là ông ở nhờ của ông Nam Hải tại tướng quân, bây giờ thờ một cái nghi bên đó. Là ông Nam Hải tại tướng quân rồi đó, chỗ đó có cái cũng như cái rạch vậy đó. Cái ông Nam Hải tại ông chết đi, ông mới vô ông tấp đó, người ta mới xây đó là cái đình của ông là đình Lá. Thì trong thời gian của Nguyễn mình bị Pháp nó giết đó, người ta thương của Nguyễn quá, người ta mới để cái linh vị của cụ Nguyễn đó thờ, thành ra giờ là đình của ông Nguyễn chứ không phải của ông Nam Hải đại tướng quân. Ý Châu Phú có hỏi là ông thấy có mấy con cá nó có tánh linh không, mà theo mà linh chứ. Nó biết cứu người giúp người đó. Là cá ông hồi xưa ông bà mình kể lại đó ha. Là ông Nam Hải đại tướng quân này là ông bự lắm. Nhưng mà cá ông đó là người ta kể đó ha. Người ta kể, ông bà của tôi kể lại là ông này có hai ông cá đao đi hầu, là bây giờ hai cặp gươm để bên đình thờ đó, gươm dạ. Lớn đó. Có gai, gai như cái đao đó, kêu cá đao đó. Là nói khu vực đó là cái người đó có phước. Thì ông này phải cứu, mà ông cứu không kịp thì hai cái ông này phân thay ông. Bị ông, người ta có cái phước mà ông cứu không kịp. Vì vậy đó, thành người ta mới làm, nói là ông Nam Hải là tôi có người cô bà Phan Văn Tạo. Thời đó là thời 45 đó ha, ở thứ 10 đó, thứ 10 biển mình đó, bây giờ sao nhào, bữa đó mình đi sao nhào trên này thứ 10 đi bán heo ở đó, hồi xưa đi bơi không à, bơi ra ngoài vậy nè, vào đi trong đó có 4-5 ông đừng ông ha, chết chân người nào lội giỏi chết, mà bà này đừng bà mà sáng tắt vô bờ còn sống thì nghĩ rằng ông đổ đó cái ông đưa vô ha, nó ông đưa. Người ta nói ông đưa đó thì ông này ông đưa làm mình lên lưng ông đưa rồi là không ai biết đâu. Mình đâu biết, sáng tỉnh lại thôi chứ đâu biết ông nào là ông nào đâu. Dạ. Vì vậy là tôi nghĩ như vậy đó. Vậy giờ ông Tư đi quay đầu lại bỏ hết nghề nghiệp trơn, bây giờ chỉ quay lại lo Phật Pháp thì ông thấy an lạc, không thấy vui không Tư? Làm đạo được hưởng chứ, hưởng lớn lắm ạ. Dạ. Tôi kể như tôi là 10 đứa con mà bây giờ không có đứa nào mà bệnh tật hết trơn á. Dạ. Cháu cố, cháu đồ tùm lum hết. Như vậy là mình thấy mình hưởng đó, hưởng phước lớn lắm đó. Dạ. Có nghèo. Dạ. Mà nghèo cũng không đến đổi. Mà ông thấy cái người mà cùng làm với ông á đâu phải bỏ nghề dễ đâu hả ông Tư? Bởi vì sống ở biển mà người ta mình, sống nghề biển mà. Tại mình hồi xưa mình cũng có nghe Đức Thầy nói là ông đừng ăn cơm cái nhà ông đóng đái đó, mình nghe vậy mình cũng nghe, mình nói luôn. Chuyện mà đừng ăn cơm cấm ba nhà đó hả ông? Nghe dạ. Nói chuyện đó đó. Dạ, có nghe câu chuyện đó ha. Dạ. Còn mình nói về đạo thì mình không có làm trong ban chi sự nào hết, nhỏ đó. Nhưng mà cũng thời gian đó thì mình cũng có bị bắt quân dịch đâu, cũng làm cho lính đạo cũng mấy năm mà. Dạ. Mà làm đi chơi thôi. Vì ông Tư cũng nghe một chuyện là cấm thọ thực ba nhà đó, ông Tư cũng nghe cũng giác ngộ ha, ông Tư ha. Dạ. Dạ, quý quá. Con mình thì thôi, bây giờ nó thấy mình giết cá nhiều quá, nó phóng xanh dữ lắm. Có dạ. Thể nó mua cá bự bự, nó đem nó đổ tùm lum ở dưới sông dạ. Mình đó, làm hoài. Dạ. Con cháu. Dạ. Bữa nó lên trên đó thì gặp Diệp cũng tham gia. Dạ.
Hậu có hỏi gì vô hỏi thôi Hậu ơi. Hỏi gì nữa không? Hỏi ông Tư gì cho ông Tư giải thích cho nghe. Con nhờ ông Tư nói về vấn đề hiện tại giờ á. Lúc ông Tư tu tới giờ có cái gì mà đối với ông thấy màu nhiệm không? Màu nhiệm chứ, cụ Nguyễn là màu nhiệm đó. Dạ. Cụ Nguyễn đối với mình thấy màu nhiệm rồi. Riêng cá nhân mình, cái đình cụ Nguyễn ha, để kể cái đình cụ Nguyễn ở Gần Dầu ha. Dạ. Quý vị chưa hiểu đâu. Ở Gành Dầu cái chỗ đó là chỗ mình đi bán tôm lậu để bị Miên nó bắt mà nó đuổi mình ra. Đây bên đây Kinh Một, bên đây Gành Dầu. Cái đình ngay cái đình đó không? Thì Kinh Một nó qua Gành Dầu có một cây số thôi. Bên đây Miên thì bữa đó tạo Miên nó tạo đây nè. Nó bắt ghe người ta mà mình vô bán tôm nha. Khiến mình ngồi trên cột á. Cái mình ghé vô tưởng đâu nó mua tôm. Bị Miên thời đó nó mua tôm mà. Cái chạy vô nó hỏi ông già đi đâu, tôi nói đi lấy nước uống không mày. Khiến mình nói vậy mình ngồi trên cột á. Ghe chèo dọc thì mình ngồi trên cột, đứng ở dưới nó chạy mình ngồi trên cao. Nó nước đi đằng kia đuổi mình đi, nửa các cái đình ngay đó luôn. Cái gánh trong bãi nhuận đó là Tân Châu đó, các cái đình tại đó. Tới nhà ăn khách thành đó ha, mình chở hai ghe, mình còn lúc còn đừng có ghe, chưa bán ghe đó, chở hai ghe lại tới đó là cứu trợ. Ăn Khánh Thành luôn, mình định ngày ăn Khánh Thành luôn, cái định mới ấy, mới biết ngay đó. Và anh thiếu cái gì là mình giúp hết. Nữa, ngay chân cái điểm mình bị đuổi ra đó, chú thấy linh không? Dạ. Yeah. Bởi vì cái gánh ông Bảy Nhuận là Tân Châu, ổng giờ làm từ thiện, chỉ cũng còn ổng. Ổng một tuổi với mình, ổng cũng còn sống, ổng cũng điện qua lại thăm lo mình, còn như chết chân à. Dạ. Yeah. Mấy trăm á. Dạ. Yeah. Chết mấy trăm. Còn sót ông hôm nay ông cũng thọ cũng yeah. Nhờ chắc con nhờ ông cũng quay đầu lại ông lo tu rồi ông làm phước tích đức tích nhân đó cho nên chắc giờ ông còn sót lại. À, cái đình ở bên Gành Dầu rồi. Bởi vì nói gì ơn trên độ thì tôi thấy cụ Nguyễn là độ mình nhiều nhất và cũng quan thượng đẳng đại thần rồi cũng quan linh đức thầy hỗ trợ mình mới còn được sống như ngày hôm nay chứ nói gì kiên giang. Ít có người hiểu về Kiên Giang giống như tôi ngày hôm nay. Yeah. Kiên Giang thời đó mình lại đó nè. Nó có cầu quay nè, cầu Tàu Mỹ nè, rồi nhà nóc bằng. Hồi đó Kiên Giang có một cái nhà nóc bằng thôi. Yeah. Không có cái nào có nóc bằng. Nóc bằng chú Út biết giờ ở đâu không? Ở ngang xéo sau lưng nhà mình đi anh đó. Yeah. Có cái nhà cắt nóc bằng để như vậy đó, một cái vậy đó nóc bằng thôi. Kêu bằng xóm nóc bằng. Yeah. Còn xóm mình là đó của... cái hộ quán cô Phật giáo Hòa của mình đó là ông Kỳ cho ở dưới sông. Yeah. dưới bến sông mình đó. Yeah. Ông Kỳ cho là cắt cái đó là 500 ngàn. Yeah. Bây giờ ông Tư đi dưới đồng đạo vòng vòng đi suốt ngày ông Tư thấy có mệt không, thấy vui không? Ủa? Tư sao tôi đi tôi không thấy bao giờ mệt vậy hả? Không mệt hả? Thấy đó. Vui hả đi. Yeah. Không mệt cũng vậy hoài thôi. Dạ. Yeah. Đi vòng vòng với anh em đồng đạo đi chợ viên đầu này đầu kia hả ông Tư ha? Dạ. Còn như ông Tấp Phước rồi thì mình mới biết ông đâu chưa được năm nữa nha. Yeah. Nhưng mà cái ông này tôi thấy cũng cái tánh tình tốt. Nếu mà ở trong ban đại diện mà được nhiều người giống như ông Tấp Phước tôi. Yeah. Thấy tốt cho đạo lắm đó. Dạ. Yeah. Không biết quý vị đánh giá làm sao? Sao tôi đánh giá vậy đó? Dạ. Yeah. Biết lo cho đạo. Yeah. Mà tôi kính nể nhất là ông Sáu Tương Sơn chứ không còn ai hết. Yeah. Vậy là... Bởi kính nể ông rồi lấy thêm bây giờ có Út Văn nữa tôi cũng kính. Yeah. Nể luôn. Thì yeah. Đây giờ Thiện Nghĩa nữa nha. Miễn có Út Văn có Thiện Nghĩa mới được. Mô Phật. Người này ăn khách lắm mà. Yeah. Vậy chắc ông nói vậy chắc con bắt Thành Hậu với Châu Phú theo nữa quá ông ơi. Ừ. Chứ còn hai người yếu quá. Ông nói thì em tay này Châu Phú Thành Hậu thêm nữa. Mới qua đây thì nhờ sư huynh Thiện Nghĩa đại diện cho đoàn. Mới nghe Hậu là nói chuyện hồi nãy quá hay luôn. Ít có ai giải thích được này lắm ạ. Mình cũng có cái duyên. Năm nay cũng tuổi này mà cũng nghe được những đồ đạo trẻ mà nó nói những cái ý nghĩa này quá hay. Hả? Kéo luôn nha. Huynh Hậu vô sẵn giải đáp luôn, Huynh Hậu bắt ghế vô luôn Huynh Hậu. À vậy là đúng rồi, có lý rồi nghe, có Thành Hậu ở đây giải đáp là ok rồi đó. Có Bộ Tứ nha, Bộ Tứ thì mình nổi liền. Rồi Thành Hậu vô Thành Hậu ơi. Vô.